Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay thì đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Kết quả một số trận đấu thì đã khiến các cổ động viên cũng phải bất ngờ, đặc biệt là trận đấu giữa Manchester United với Newcastle United, khi mà Manchester United đã bị Newcastle United cầm hòa với cái tỷ số không đều trong một trận đấu mà Ronaldo đã hai lần bị trọng tài từ chối bàn thắng và còn rút thẻ vàng cho tiền đạo này nữa. Trong khi đó thì trận cầu giữa Leeds United với Arsenal, đội đầu bảng Arsenal đã gặp rất là nhiều khó khăn mới có thể giành được chiến thắng trước Leeds United để củng cố cái vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trận cầu tâm điểm của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, đó là cuộc so tài của Liverpool với Manchester City, đã diễn ra với thế trận rất là hấp dẫn và kịch tính. Liverpool mặc dù chơi ở thế cửa dưới, tuy nhiên thì họ đã tận dụng rất tốt sai lầm của hàng thủ của đối phương là Manchester City để mà giành chiến thắng với cái tỷ số 1-0. Nếu như Darwin Núñez và Mohamed Salah tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ là Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn. Tuy nhiên với cái chiến thắng này thì cũng đã giúp cho Liverpool tạm thời vượt qua khủng hoảng, và hiện tại thì họ đang cho thấy cái dấu hiệu hồi sinh của mình ở giai đoạn rất là quan trọng của giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Kết quả cụ thể của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh như sau: Brentford giành chiến thắng 2-0 trước Brighton, Leicester City và Crystal Palace hòa nhau với tỷ số không đều, Fulham và Bournemouth hòa nhau với tỷ số 2 đều, Wolves giành thắng 1-0 trước Nottingham Forest, Tottenham đánh bại Everton với tỷ số 2-0, Aston Villa nhận thất bại 0-2 trước Chelsea, Leeds United thua 0-1 trước Arsenal, Manchester United và Newcastle United hòa nhau với tỷ số không đều, Southampton và West Ham hòa nhau với tỷ số 1-1 và Liverpool đánh bại Manchester City với tỷ số 1-0. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 11 như sau: Arsenal dẫn đầu với 27 điểm. Họ đã tạo ra khoảng cách 4 điểm so với Manchester City là đội đứng thứ 2 với 23 điểm. Tottenham đứng thứ 3 với 23 điểm. Chelsea đứng thứ 4 với 19 điểm. Manchester United đứng thứ 5 với 16 điểm. Đứng thứ 6 là Newcastle United 15 điểm. Brighton đứng thứ 7 với 14 điểm. Liverpool đã leo lên vị trí thứ 8 với 13 điểm. Brentford đứng thứ 9 với 13 điểm. Đứng thứ 10 là Bournemouth cũng 13 điểm. Fulham xếp thứ 11 với 12 điểm. West Ham đứng thứ 12 với 11 điểm. Crystal Palace đứng thứ 13 với 10 điểm. Everton đứng thứ 14 với 10 điểm. Leeds United đứng thứ 15 với 9 điểm. Aston Villa đứng thứ 16 với 9 điểm. Wolves đứng thứ 17 với 9 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Southampton, Leicester City và Nottingham Forest. Đó là cái bảng xếp hạng và lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 12 như sau. Vòng đấu thứ 12 thì sẽ diễn ra trong các ngày 19, 20 và 21 tháng 10. Trong ngày 19 tháng 10 thì sẽ diễn ra 3 trận đấu ở khung 1:30, đó là cuộc so tài của Brighton với Nottingham Forest. Vào lúc 2:15, đó là cuộc so tài của Crystal Palace với Wolves. Trận đấu giữa Arsenal với Manchester City ở vòng đấu này thì bị hoãn và chưa có lịch thi đấu cụ thể. Trong ngày 20 tháng 10 thì sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo. Vào lúc 1:30 sẽ đồng loạt diễn ra 4 trận đấu: Bournemouth đối đầu với Southampton, Brentford tiếp đón Chelsea trên sân nhà, Liverpool đối đầu với West Ham, Newcastle United đọ sức với Everton. Vào lúc 2:15, Manchester United đối đầu với Tottenham. Đây là trận đấu đáng xem nhất của vòng đấu này sau khi trận Arsenal với Manchester City bị hoãn. Trong ngày 21 tháng 10 thì sẽ diễn ra 2 trận đấu còn lại. Vào lúc 1:30, Fulham đối đầu với Aston Villa. Vào lúc 2:15, Leicester City đọ sức với Leeds United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy bấm chuông và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất khi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.